Chào các chú anh chị và các bạn, một ngày đầu tuần vui vẻ và thành công trong việc nha. Rồi hôm nay mình có xuống xã Tân Sơn của huyện Ba Tri nè, có chú anh chị. Mình thấy cánh đồng này sắp chín rồi, mình chia sẻ lại cho các chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Ở dưới Ba Tri là còn những ruộng lúa rất là nhiều nè, chú anh chị và các bạn. Đây, một cái ruộng lúa này rất là rộng bao la luôn ha. À, cũng sắp chín rồi, cũng sắp gặt rồi à, cô chú anh chị. Đó, những bông lúa đã vàng phân nửa rồi ha, những lúa là rất tốt. Ở dưới này còn rất là nhiều miếng giống vậy nữa cô chú anh chị và các bạn, rất là nhiều lúa ha. Ở này còn làm lúa nhiều hơn ở trên huyện Dòng Trôm nha cô chú anh chị. Huyện Ba Tri còn lúa nhiều. Huyện Ba Tri đất cũng rộng như làm lúa nhiều, làm lúa với thủy hải sản nhiều nha cô chú anh chị. Cánh đồng này cũng bao la luôn ha. Vụ này là vụ hè thu nè cô chú anh chị và các bạn, này cũng sắp gặt rồi, cắt rồi ha. Đó, vàng nè, những bông lúa vàng luôn ha. Ở trên kia là có cái cầu đó là con kênh thủy lợi để trồng lúa nước ngọt đó, cô chú anh chị. Những cánh đồng bao la luôn ha, xa xa ngoài đó người ta thấy có người đó làm gì đó. Những cánh đồng này đang gần chín thì nó vàng tươi à. Những bông lúa những hạt lúa quàng bông luôn cô chú anh chị. Rồi, đây là con kênh ha, kênh nước để đem nước để trồng lúa, con kênh thủy lợi này cô chú anh chị. Đồng quê rất yên bình ha. Đây là buổi sáng đầu tuần nha cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng đầu tuần ha. À, trên trời có cầu vồng à. Cầu vồng ngắn thôi. À, cầu vồng. Ở bên kia là một con đường nha cô chú anh chị, đường liên xã. Đây là một cánh đồng lúa.
Đây là con kênh thủy lợi nè cô chú anh chị, đó kênh thủy lợi ha. Đây là cánh đồng để lấy nước vô trồng lúa và trồng những hoa màu á cô chú anh chị và các bạn. Sáng sớm thì có những chú chim hót, những tiếng chim kêu ha. Đây là con kênh tại Lục Bình. Rồi bên đây thì con đường liên xã nha cô chú anh chị, đường cũng to ha, đường liên xã. Đây những hàng dừa sát kênh luôn. Những đồng ruộng vàng tươi luôn, sắp chín này. Đồng ruộng này sắp thu hoạch này cô chú anh chị và các bạn. Khoảng chừng 2 tuần nữa có thể là thu hoạch ha. Sắp chín hết rồi. Đây sáng sớm mọi người đi ra đồng ha, ra đồng làm đồng làm nông. Rồi chào cô chú anh chị và các bạn, video đến đây kết thúc rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ mình nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha.